Hello mọi người, good morning. Chủ đề video hôm nay đó chính là morning routine, nhưng mà trong một phiên bản được gọi là bad girl. Tại mình thấy bên hàng các youtuber thường hay là cái này. Và cái routine bad girl này ấy, thì nó là một cái routine kiểu khá là lý tưởng. Đấy, mà nhưng mà không phải hãng làm được, tại vì là nó khá là phiền. Đó, thì kiểu nó quá là hình mẫu nên là mình cũng muốn tự thử thách bản thân một chút. Nếu mà cái này nó hiệu quả thì mình sẽ áp dụng cho thành một cái routine, đó chính là dậy sớm so với cái giờ dậy bình thường của mình là trước một tiếng. Thì giờ dậy của mình là 7:30, mà mỗi khi mình đi làm như hôm nay mình đã dậy vào 6:30. Đấy, thời gian mình dậy trước 5 phút thì mình sẽ tự mình quay. Có hơi đau họng một chút. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cái routine đấy nhá. Thường thì mình cũng rất ít khi uống nước chanh vào buổi sáng, tại vì nó hơi chua. Nhưng mà cho thêm một chút mật ong vào thì mình thấy khá ok. Họng của mình kiểu rất đau ấy, mình đã cứ nghĩ là mình bị Covid đấy, nhưng mà mình đã test mấy lần rồi đều ra âm tính, nhưng mà mình đau lắm. Nên mình nghĩ chắc là đây chắc là vì Hàn Quốc thời tiết khô thì mình sẽ bị đau họng chăng. Và bước tiếp theo trong cái routine này đó chính là đi tập thể dục. Dạo gần đây trộm vía là mình cũng đã bắt đầu đi tập thể dục rồi. Tại vì là kiểu mùa hè nó cũng đã đến dần rồi, Hàn Quốc cũng ấm dần hơn rồi. Bắt đầu tôi sẽ phải mặc những cái bộ quần áo ngắn. Đấy, thì ở cái tòa nhà của mình nó có một cái phòng tập gym nhỏ nhỏ ấy. Thế là mình cũng hay xuống đấy tập, đã tập được hơn một tuần nay rồi. Đấy, nên là nó cũng không quá là khó khăn với mình nữa. Nhưng mà chỉ là mình ít khi dậy xong rồi đi tập luôn thế này đó. Tại vì kiểu cảm giác người mình nó vẫn chưa được hoạt động ấy. Đấy. Và thường thì mình sẽ đi tập vào những cái ngày mà mình nghỉ, không phải đi làm. Đấy, cũng chỉ có 4 buổi một tuần thôi, cả thứ Hai, thứ Ba, Chủ nhật. Và thường là mình sẽ đi buổi chiều. Nhưng mà hôm nay để làm một cái trường nghe hơn, hôm nay mình thử là sáng dậy tập thể dục thì cũng như này. Chan, đây là một cái áo của CK, mình còn chưa cắt mát đấy. Và ở bên ngoài thì có một cái áo tank top như thế này, cũng là một chiếc quần tập màu xanh đấy. Sợ cổ hơi nóng rồi. Bye bye, mình đi đây. Mình mặc thêm một cái áo khoác ở ngoài để cho đỡ lạnh ấy, tại vì khu ở dưới nó hơi lạnh một tí. Đến là điện thoại, AirPods và nước. Vừa có cái việc dọn này đi tập thể dục
thế là mình cũng đã bắt đầu có cái lý do để dùng cái Apple Watch này. Tại vì mình mua được nửa năm rồi mà mình kiểu dùng đúng 2 lần ấy. Đấy, nhưng may đợt này là tập thể dục nên là cũng có cớ để dùng hơn. Bây giờ thì sẽ đi đây. Hôm nay trời đẹp quá. Trên thân dưới bộ với các thứ đấy thì tầm 1 tiếng rưỡi là đủ, nhưng mà nếu mà hôm nay thì mình buổi sáng hay thôi tầm 1 tiếng thôi, tại vì mình cũng có lịch trình khác nữa đấy, nhưng mà cuối cùng là kiểu chưa được tập buổi sáng ấy mọi người, nên là cái phần khởi động của mình nó hơi bị trì trệ một tí, kiểu mất khá mất thời gian để cho mình bắt đầu thích nghi được là à bây giờ mình phải vận động rồi. Chứ bình thường mình tập buổi chiều á, kiểu mình lấy sức nhanh cực kỳ luôn, thì mình tập được 45 phút. Tập 45 phút này thì mình có 3 phút tập chạy với khoảng 15 phút là mình tập phần chân. Thế thôi, thì cũng hơi tiếc một tí. Bây giờ mình phải đi về xong bắt đầu các cái lịch trình tiếp theo của mình. Nên bây giờ mình sẽ đi lên này, bye bye. Mình có uống được hết cốc nước này gần hết. Hôm nay thì mình làm nhanh gọn lẹ thôi để mình còn đi tắm chuẩn bị các thứ ấy. Thì hôm nay mình sẽ ăn món bánh mì trứng bò khô. Mọi người biết là mình nghiện món này đến mức là hôm qua mình ăn rồi hôm nay mình lại ăn tiếp. Mình cũng thấy là cái món này nó cũng rất là tiện nữa, kiểu dễ làm xong rồi là cũng dễ ăn luôn. Nên là bây giờ mình sẽ làm món này, sau đó thì mình sẽ đi tắm rửa. Này chính là món tuổi thơ của mình, là món này mình ăn rất là hồi mình học cấp 3. Hết rồi, cái này nhá là một hộp này là 500g và 12 mình mua được 240.
Thì mình đã vừa sấy qua tóc xong, tí nữa thì mình sẽ đi dặm lại môi. Mọi người biết là 2 tháng trước thì mình đã đi xăm môi rồi đấy, nhưng mà bây giờ đã đến lịch là phải đi dặm lại rồi. Và thứ hai là mình sẽ đi xăm luôn cả lông mày. Mình vẫn luôn tự hào là mình có một cái bộ lông mày khá là ok, tại vì là cái lông mày của mình thì nó cũng có lông và nó cũng có nét rõ ràng ấy, nhưng mà mình đang thấy là cái đuôi của mình đang hơi ngắn một tí, làm cái lông mày cho nó dài ra một chút và mong là đẹp. Thế bây giờ mình cũng không được đánh son luôn, tại vì đến người ta lại tẩy đi. Có gì thì mình sẽ update cái việc mình đi dặm môi này cũng như là làm lông mày này ở trên Instagram của mình nha, mọi người hãy nhớ follow nhé. Bây giờ thì mình chỉ bôi kem chống nắng xong rồi là mình thay quần áo mình đi thôi. Không thì tí nữa tẩy trang cũng mệt. Mình đã vừa nhận được một cái bưu phẩm mới của Mua Mua. Thì đợt, mọi người biết là mình là một tín đồ Mua Mua rồi, thì đợt này Mua Mua có ra một cái gọi là random box, gọi là cái áo men to men này, hoặc là một cái áo hoodie thì phải. Và sản phẩm thứ hai là một cái áo phông ngắn tay, và sản phẩm thứ ba là một cái clip top gắn ở phía sau điện thoại. Thì nên mình đã mua cái này với giá là 30.000 won. Và cái này thì gọi là ngẫu nhiên người ta sẽ chọn 3 sản phẩm cho mình ý, để cho mình kiểu thấy bất ngờ. Em thì cũng thấy ok. 30.000 cũng không phải là một cái giá quá đắt cho YU. Đấy lại Who Are You, bị lậm công ty. 30.000 không phải là một cái giá quá đắt cho Mua Mua. Ui con. Đây, đầu tiên là một chiếc áo màu tím như thế này. Mọi người biết là giá áo của Mua Mua thì cũng khá là đắt, mà 30.000 won có thể lấy được 2 cái áo thì mình thấy rất là ok. Cũng xinh đấy chứ, nhìn mày mọi người, mặt đen mà sau của nó. Tiếp đến thì là một cái áo men men của bên Việt Nam rất là gọi là áo nỉ à. Đấy. Màu này mình cũng chưa có luôn. Eo may quá, toàn những cái màu mình chưa có thì người ta cho ấy. Xinh không? Đây là cho mọi người xem, đây như là dòng teddy bear rồi. Đây là mặt sau. Chắc là tí nữa mình mặc áo này luôn này. Áo này luôn. Xinh quá. Đấy, và một cái nữa đó chính là, con ơi, một cái nữa đó chính là một cái clip. Đấy, nhưng mà hiện tại thì cái điện thoại của mình nó không liên quan gì với cái clip top này, nên chắc là mình sẽ để khi nào mình đổi case thì mình sẽ dùng sau. Và nên là mọi người có thể mua thử cái random box như thế này thì mọi người sẽ cảm giác như là kiểu được tặng quà ngẫu nhiên. Hoặc là những bạn nào làm tiktoker mà đang kiểu review á thì mình thấy cái này rất là hay. Mọi người có thể mua qua Bắc Linh vì chúng tôi cũng đã nhận đặt cái random box này. Thôi bây giờ mình sẽ thay quần áo và chuẩn bị đi đây. Mình cũng đã vừa thay quần áo xong rồi là cũng sấy lại tóc cho nó quăn hơn ấy, mọi người thấy không? Đấy, thế bây giờ mình đã chuẩn bị xong rồi. Đây là áo mới, xinh nhở? Thôi xinh quá. Đây. Đấy, cũng không hẳn lắm. Với mình, người cao 1m67. Và mình mặc thêm một chiếc quần màu trắng, quần jean màu trắng như thế này. Rồi, thế là xong rồi. Đã xong hết tất cả mọi thứ. Và bây giờ thì mình sẽ đi đây. Trước khi đóng máy thì mình muốn kết luận lại Bad Girl Morning Routine này. Nói chung là mình thấy cái Morning Routine này nó khác với cái bình thường của mình.
cũng khá là nhiều, tại vì nó có nhiều những cái thứ nhỏ nhặt lặt vặt hơn ấy. Còn của mình khi mình dậy thì nó cũng chỉ kiểu sáng dậy xong rồi rửa mặt xong rồi đi làm thôi, rất đơn giản. Mình thấy cái morning routine này khá là ổn, tại vì là cảm giác mình nó có rất là nhiều thứ, nhiều bước nên là cảm thấy một ngày của mình làm được khá là nhiều thứ. Ôi con mèo đấy, thế là mình cũng thấy là một ngày mình nó dài hơn, nó ý nghĩa hơn. Và mình mong là ngày mai khi mà mình đi làm thì mình vẫn có thể làm được cái morning routine này. Chắc mình nghĩ là phải dậy sớm hơn một chút nữa. Đó, bây giờ chắc là hết rồi. Bây giờ chắc là mình sẽ phải đi làm đây. Và mình mong là mọi người có thể thử áp dụng cái morning routine này để xem nhá. Mình nghĩ là một chút cái thay đổi nhỏ tích cực cho cái routine của mình thôi thì mình nghĩ là cái chất lượng sống cũng như là cái thói quen của mình nó cũng sẽ trở nên tích cực hơn rất là nhiều. Đấy, bây giờ thì mình sẽ phải đi đây. Hẹn mọi người trong các video tiếp theo. Và nếu bạn nào mà có áp dụng cái morning routine này thì hãy nhớ tag mình vào nhá. Mặc dù mình không phải là người nghĩ ra nó nhưng mà mình vẫn thấy vui. Ok, bây giờ thì bye bye.